Xin chào các bạn, trên tay mình đây là dòng camera bóng đèn với mã sản phẩm là CV380. Với dòng camera bóng đèn này thì góc quét của camera sẽ là 360 độ. Và với dòng này thì chúng ta sẽ tích hợp được với khắp những vị trí như là hành lang, cửa ra vào và phòng khách và nhà kho, để giúp chúng ta quan sát trên app ứng dụng trên thoại và có thể lưu hình ảnh qua thẻ nhớ. Với dòng cam này thì sẽ hỗ trợ thẻ nhớ là 64GB. Dòng cam này thì có thêm một tính năng nữa là chúng ta có thể bật đèn sáng ở camera này lên. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối camera bóng đèn xem qua app ứng dụng trên điện thoại. Để kết nối camera bóng đèn với app ứng dụng trên điện thoại thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho camera bằng cách là xoáy bóng đèn camera và nguồn đèn 220 của chúng ta ở nhà. Đó. Camera thì sẽ sử dụng app là V380 Pro. Đây thì mình đã tải sẵn app V380 Pro đây rồi. Chúng ta đây là giao diện khi mà chúng ta sử dụng app. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải reset camera. Chúng ta sẽ nhấn nút reset khoảng tầm 10 giây. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng thêm thiết bị ở đây. Chúng ta sẽ quét mã QR ở trên camera. Trên camera sẽ có một cái mã QR ở đây. Chúng ta sẽ quét mã QR. Sau đấy thì chúng ta sẽ bắt cái wifi của gia đình chúng ta. Chúng ta sẽ nhập cổng wifi. Chúng ta sẽ đi đến kết nối điện 5G. Chúng ta sẽ chọn cái wifi của cái camera phát ra, đây là wifi của camera phát ra. Sau đó chúng ta sẽ quay lại app ứng dụng. Sau đó chúng ta sẽ chuyển đổi mạng. Đây là giao diện khi mà chúng ta đã kết nối thành công với camera. Chúng ta sẽ nhập tên camera ở đây. Sẽ hoàn thành. Khi mà chúng ta kết nối thành công rồi thì chúng ta sẽ ấn vào camera và cài đặt mật khẩu. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu của chúng ta bao gồm cả chữ và số. Sau đó chúng ta ấn OK. Đây là giao diện khi mà chúng ta đã kết nối camera thành công. Nếu các bạn có thắc mắc về sản phẩm có thể liên hệ với mình qua số hotline 1900868663 hoặc để lại comment ở dưới phần bình luận.